chưa, Quyền đã ủ được 5 ngày rồi. Các bạn xem, hôm nay Quyền bỏ ra dĩa nha. Quyền thử nó thấy chua lắm rồi, thành ra Quyền bỏ ra. Với lại Quyền làm hai hũ khác nhau đó. Có nhiều bạn thì làm cái loại cộng cộng nè. Mà Quyền thì nhà Quyền không thích ăn cộng lắm, thành ra Quyền chia ra hai cái. Cái loại này Quyền làm luôn lá đó, Quyền mua 2 kg đó, Quyền không có bỏ lá đâu. Tại vì nhà Quyền thích ăn lá hơn là ăn ăn cọng. Cọng cứng nhưng mà nó giòn giòn, nhưng mà nhà Quyền lại thích ăn lá nhiều hơn. Quyền ủ 5 ngày nha. Thành phần nguyên liệu gồm có những gì Quyền sẽ ghi trong cái phần mô tả, các bạn vào xem nha. Cái này cũng đơn giản lắm. Nếu các bạn làm ở nhà thì an toàn thực phẩm hơn. Mọi lần nó Quyền cũng mua, lần đầu tiên Quyền làm á, tại vì nhà Quyền ít ăn cái loại này nên Quyền hay ra tiệm Tàu mua đó. Nó bán một bịch đó là 1,50 đồng đó. Quyền nghĩ chắc là 300 g hay 400 g, nó bỏ trong cái bịch đó. Nhưng mà kỳ này Quyền làm thử, nhưng mà làm một lần đầu tiên nha các bạn, nhưng mà thành công luôn đó. Thành ra các bạn cứ làm đi, không sao hết. Là cái cải này nó cũng rẻ, bên Quyền nó bán 1 kg nè, 3,50 đồng nè. Quyền mua 2 kg đó, mình mất thời gian mình lấy thôi, mình kiếm hũ mình làm thôi. Nhưng mà hôm nay cũng chua rồi các bạn, hôm nay cũng chua lắm rồi. Các bạn làm theo Quyền đi, thành công hôm nay lần đầu luôn đó. Đây là lần đầu tiên Quyền làm. Nhà Quyền lại thích ăn lá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video làm dưa cải chua của Quyền nha. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Chúc các bạn và gia đình luôn vui vẻ và bình an. Video của Quyền tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn video kỳ tới. Bye bye các bạn. Bye bye. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Quyền. Để đó châu Âu của sống áo. Chúc các bạn ngày cuối tuần thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Hôm nay xin mời các bạn vào bếp cùng với Quyền làm món dưa cải chua. Món này thành phần cũng đơn giản. Ở đây Quyền mua 2 kg cải, cải sậy. Tất cả ở đây là 2 kg. Hôm nay trời hơi nắng, Quyền tranh thủ Quyền phơi một chút cho hơi héo. Bây giờ Quyền sẽ đi cắt những cái đầu này, Quyền đi rửa cho sạch sẽ. Sau khi ráo thì Quyền sẽ ngâm trong những cái hũ. Quyền sẽ cắt ra và Quyền ngâm trong những cái hũ này. Thì 2 kg cải này á, thì Quyền sẽ nấu khoảng 3 lít nước. 3 lít nước thì Quyền sẽ nấu khoảng 100 g muối, 300 g đường, 5 muỗng canh giấm và 3 lít rưỡi nước. Quyền sẽ làm đường vàng nha, để cho cái ra màu vàng cái đẹp. Nó làm đường thốt nốt thì nó sẽ ra màu cải rất là đẹp. Và Quyền sẽ cho vài muỗng giấm, giấm táo. Giấm táo thì nó màu vàng. Thì sau khi mình để khoảng chừng 4 ngày đến 6 ngày thì nó sẽ lên men chua. Bây giờ Quyền sẽ đi cắt, đi rửa. Quyền sẽ ngắt từng đoạn, từng cái. Rồi Quyền sẽ đi rửa. Rửa từng ở trong phía này. Trong đây dơ lắm. Trong đây rất là dơ.
Nếu mà mình không có cắt ra, mình để một cái này mình ngâm á, thì ở trong đây còn bụi dơ á. Là cái gốc trong đây là gốc đứt, các bạn coi nè, rất là dơ luôn. Tại là đứt trong đây nè. Thành ra Quyền sẽ cắt ra hết, mình rửa cho nó sạch. Dơ, đứt trong đây dơ nhiều á. Ừ, các bạn xem nè, quá trời đứt nè. Thành ra Quyền sẽ không làm nguyên cây đâu. Cắt, Quyền cắt ra Quyền rửa. Loại này thì Quyền sẽ làm tươi luôn, Quyền không có ngâm qua nước sôi nha. Có người thì nhúng qua nước sôi, nhưng mà cải của Quyền héo rồi, thành ra Quyền sẽ không ngâm nước sôi. Quyền sẽ nấu nước sôi xong cho nguội, cho ấm ấm, Quyền đổ vô trong cái lọ, Quyền để chừng vài ngày. Sau khi vài ngày Quyền sẽ đem ra cho các bạn xem nha. Bây giờ bắt đầu Quyền làm. Quyền sẽ cắt cái này ra. Cái chỗ này Quyền bỏ nè, dơ lắm. Quyền sẽ ngâm rửa cho sạch sẽ, cho ráo. Các bạn coi nè, khi nào ngâm hết á, Quyền sẽ rửa từng cây nha. Rửa từng, mình sẽ lấy đồ lau sạch sẽ trong gốc. Trong đây rất là dơ. Cái cải này nhiều người thích ăn ở phía trên này nè, phía trên trắng trắng này nó giòn. Mà nhà Quyền thì lại thích ăn lá. Thành ra Quyền sẽ cắt lá, Quyền để riêng ra một cái bình khác. Và cái cọng này Quyền để riêng. Nhưng mà nhà Quyền hầu như không có ai thích ăn cái cọng trên đây. Nó cứng với lại nó không thích. Thành ra Quyền sẽ làm hai loại, hay là hai keo khác nhau. Bây giờ Quyền đi nấu nha các bạn. Đi nấu nước, đường, muối với lại giấm. Cái này Quyền nấu 3 lít nước nha. Này là 1 lít nước. Quyền bỏ vô 3 lít nước. Thì mình chờ nguội á, chờ nó hơi ấm á. Rồi mình ấy cải xong mình bỏ vô. Cái này là 2 lít. Mình nấu dư một chút cũng được các bạn, để chút đó thiếu rồi mất công á. Thiếu mất công mình nấu dư á. Mình sẽ làm hai loại nha, một loại lá và một loại cái này, một loại lá và một loại da cộng. Mình để riêng cái này, các bạn để khoảng 4 ngày nha, 4-5 ngày rồi rất là ngon, nó sẽ già. Giờ mình cũng đã cắt xong rồi các bạn. Bây giờ mình để ráo nước một chút nha. Xong mình bỏ vô trong hũ. Mình để riêng nha, lá để riêng, cọng mình để riêng. Mình để ráo xong bắt đầu mình bỏ vô hũ là xong rồi đó. Bắt đầu mình đậy nắp kín lại, mình để vài ngày nha. Bây giờ bắt đầu mình bỏ cải vô nha các bạn. Mình bỏ cải vô xong rồi mình bỏ cái nước mình nấu nè. Cái hũ này Quyền cũng rửa sạch rồi. Giờ mình nhét cải vô nha.
Thì cái nước cải, cái nước mà để đổ vô trong cải là mình làm 100 g muối nha, 200 g đường, với lại 4 muỗng giấm, giấm táo. Rồi nấu bằng cái đường vàng cho cái màu nó vàng. Rồi sẽ ủ trong 4 ngày nha. Rồi sẽ đem ra cho các bạn xem. Rồi làm hai keo, mà keo bên đây là cái củ, cái loại cứng này. Keo bên đây mình làm lá. Giờ mình đổ nước vô. Cái nước này thì mình làm hơi ấm ấm á, đừng nó để lạnh quá thì nó không có vàng lá đâu. Mình để hơi ấm ấm, thành phần có cái gì mình sẽ ghi trong phần mô tả nha các bạn, các bạn vào xem nha. Vì nó bỏ vô hũ hết nè các bạn, cái nước mình nấu trong đây là hơi ấm ấm nha, để cho cái lá nó vàng đó. Bây giờ mình đậy nắp á, rồi sau đó mình để 3 ngày nha. Khi nào xong mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian theo dõi video của mình về món dưa cải chua. Hẹn gặp các bạn vào video kỳ tới. Cảm ơn các bạn. Bye bye, bye bye.